7 chỗ, số tự động công suất lớn, giá mềm lanh quanh hơn 200 triệu. Ghế da nè, còn rất là mới luôn. Còn trần zin luôn, rất là cao. Có họng gió lạnh ở phía sau đây luôn. Dạ rồi, đầu tuần sáng thứ hai em Huy, ô tô Pháp Anh chúc anh chị mình một ngày đầu tuần thật là nhiều năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống á. Bữa giờ là có nhiều anh chị hỏi lắm, Pháp Anh ơi, có cái dòng 5+2 mới về mà giá mềm mềm tí mà số tự động đi cho khỏe hay không? Thì xe gia đình vừa về luôn, bên em đã kiểm tra xong xuôi hết rồi. Bây giờ em Huy chia sẻ với anh chị mình, thì trước tiên là anh chị á mà đang quan tâm một chiếc xe đã qua sử dụng để đi gia đình hay đi công việc thì hãy mạnh dạn đăng ký kênh bên em, chắc chắn sẽ có xe phù hợp cho anh chị mình. Còn riêng cái dòng này á thì cái ưu điểm của xe, thứ nhất là 7 chỗ, số tự động và thứ hai là giá mềm. Rồi em Huy giới thiệu anh chị mình ha, đây là dòng xe Rolex Orlando. Thì xe này là đời xe là 2011 anh chị. Và báo giá cho anh chị luôn là đang được bên em bán với giá là 260 triệu. Thì mời anh chị cùng em xem một dòng xe, rồi sẽ quay trong phần nội thất của xe anh chị. Xe cũng trang bị mâm đúc đầy đủ nè anh chị ha, tích hợp xi nhan màu đen. Thì xe là hiện tại là bên em rất là nhiều xe, từ 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, gầm cao, gầm thấp, 5+2 và màu sắc rất là nhiều luôn. Nên quan trọng là anh chị em mình đang thích một chiếc xe màu nào, kiểu dáng như thế nào, cần tư vấn thì hãy mạnh dạn liên hệ cho em qua hai số hotline 0777 55 2222 và 0988 111 554, sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho mình để anh chị có thêm những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm để tìm hiểu một chiếc xe như ý anh chị ha. Em mời anh chị qua đây cùng em xem cái phần nội thất phía trong xe. Xe thì được sản xuất là năm 2011 anh chị. Nói chung á là không phải đời cao cũng không phải đời thấp, nhưng mà cái quan trọng là gì? Xe 7 chỗ, số tự động và giá tiền lanh quanh hơn 200 triệu. Anh chị mình có một chiếc xe để đi gia đình, che nắng che mưa phục vụ công việc. Còn về phần nội thất xe này em mời anh chị cùng xem nè. Thứ nhất là ghế da nè, còn rất là mới luôn. Đó. Và đây những cái chi tiết nguyên zin nguyên bản của xe vẫn còn nè anh chị mình thấy nè. Vẫn còn rất là đẹp. Xe này thì chưa có màn hình và chưa có cam hành trình. Anh chị thấy xe phù hợp thì cứ tìm hiểu mạnh dạn và em có thể cân đối em hỗ trợ lên màn hình và lên cam hành trình cho anh chị mình luôn, để anh chị mình có một cái chiếc xe mà đầy đủ cái trải nghiệm ha. Đây, một lần đây, cụ số, máy lạnh hoạt động rất là mượt mà cho anh chị mình luôn. Và xe này chia sẻ anh chị luôn là trước đó chủ cũ đi gia đình nên được chăm sóc rất là tốt. 2011 mà như thế này là em thấy đẹp rồi nè anh chị. Đó, các cái chi tiết cái này là nguyên zin nguyên bản của xe nên về bên em chỉ việc kiểm tra lại và vệ sinh lau chùi cho xe đẹp. Hiện tại á thì odo xe là đang báo khoảng tầm 49.000 anh chị ha. Máy lạnh hoạt động bình thường và dòng này chia sẻ anh chị luôn có những cái đặc biệt và cái riêng biệt của cái dòng Orlando. Mở đèn thì nằm bên đây anh chị ha. Đó, mỗi xe thì có một cái điểm mạnh và một cái chi tiết thiết kế khác nhau hoàn toàn. Đây, mở đèn thì như thế này, tăng giảm ánh sáng thì đây. Cái này là em Huy chia sẻ chung chung hết cái phần nội thất phía trong để anh chị mình á thấy xe phù hợp thì sắp xếp thời gian lên để tìm hiểu xe. Nói chung á, xe thì về là bên em đã kiểm tra hết, kiểm tra từ các chi tiết máy móc gầm bệ, kèm theo đó là những cái chi tiết nhỏ như xe này nè anh chị, còn trần zin luôn nè. Đó, có nhiều chú bác thích đi xe trần zin, xe này còn trần zin rất là đẹp. Và chia sẻ với anh chị luôn, những chiếc xe như thế này á phải có sơn lại bên ngoài anh chị ha, tại vì theo thời gian, theo năm tháng á mình sử dụng, kể cả bản thân mình dù đi á mình chăm sóc cực kỳ tốt nhưng mà không tránh á là cọ quẹt cây cối hay là những cái vết xước nhỏ, nên chủ cũ thấy xe không đẹp thì bộ lòng phải sơn phải bát. Đó là em chia sẻ về chiếc xe này. Xe là cũng trang bị gập gương tự động cho anh chị mình luôn nè. Đó, rất là tiện lợi. Về phần các cái chi tiết xe nè anh chị mình thấy nè, hoạt động vẫn còn mượt mà ha. Tuy á nguyên zin nguyên bản của xe nhưng mà về mình cũng phải kiểm tra anh chị ạ. Kiểm tra để có những cái xử lý và những cái cam kết, những cái bảo hành cho anh chị mình. Còn về tắp bi xe nè anh chị, đó, bi xe nè anh chị mình thấy không, đó, rất là đẹp luôn. Đó, 2011 mà chủ cũ đi như thế này thì em nghĩ là cũng có chăm sóc, có bảo dưỡng để anh chị mình yên tâm tìm hiểu những chiếc xe như thế này. Keo chỉ là cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị. Đó, đó, đây. Nơi đây là những cái nơi mà dễ mục chỉ và xấu chỉ nhất. Cái quan trọng là mình dùng mình phải kỹ, chia sẻ với anh chị luôn. Bởi vậy á, dùng là phải có chăm sóc, phải bảo dưỡng kỹ để xe còn giá trị. Xe này thì chỉ dưới đây vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị. Đó, mình thấy không có cái dấu hiệu mục mọt hay là xấu chỉ gì ha. Hàng ghế giữa của chiếc 5+2 này thì ngồi á cũng tương đối thoải mái anh chị ha. Tại vì riêng cái dòng này á thiết kế mình thùng rất là cao, kèm theo đó là đây có họng gió lạnh ở phía sau đây luôn, để cho anh chị mình á ngồi thoải mái ha. Xe thì thiết kế 5+2, đây là hàng ghế giữa là ngồi 3 người dư sức anh chị mình ha. Đây, có những cái thiết kế này rất là vĩ tai nè, nhìn cũng rất là cá tính anh chị mình ha. Nói chung là anh chị mình cứ yên tâm, tại về là bên em có nguyên đội ngũ kỹ thuật từ máy móc gầm bệ nên là đều kiểm tra đầy đủ cho mình hết. Cái đặc điểm của cái dòng á 5+2 á là sẽ có hai hàng ghế ở phía sau cùng thôi anh chị ạ. Thì hai hàng ghế sau này á thì anh chị mình á là trải nghiệm chỉ được khoảng tầm 2 người thôi. Thì cái ưu điểm á là có thể là anh chị mình khi không có người mình xếp lại như thế này nè, chở đồ được rất là nhiều. Còn cái nhược điểm á
là hai cái hàng ghế sau này không gian tương đối hơi nhỏ hẹp, nên mình ngồi mình đi đường xa thì nó sẽ không có thoải mái bằng đi đường gần anh chị ha. Đó là cái em chia sẻ cho anh chị mình về cái dòng 5+2. Đây, keo chỉ này, keo chỉ của cốp nè, chị em thấy không? Đó. Còn nguyên zin nguyên bản hết nè. Này về mình có vệ sinh mình chùi, mình rửa, mình tẩy rồi anh chị ha. Cho xe nhìn nó thẩm mỹ, cùng máy móc gầm bệ là có kiểm tra, có bảo hành cho mình. Đó, những cái chi tiết này nè. Đó. Đây, chung là cái này nè cũng còn tương đối là mực mà cho mình anh chị ha. Đó. Chevrolet Orlando LTZ luôn anh chị. Và chia sẻ anh chị luôn á là mấy cái vỏ về á đã kiểm tra hết cho anh chị mình luôn, kể cả vỏ xe cua cũng vậy nè. Vỏ này là còn khoảng tầm 75-80%, mâm là mâm đúc cho mình luôn. Lòng dè nè, lòng dè nha. Phía trong có một cái lớp bảo vệ cái lòng dè trắng bùng luôn anh chị mình ha. Nên xe anh chị mình yên tâm. Những cái dòng này á, tuy á là máy mạnh hơi hao nhiên liệu một tí thôi, nhưng mà nhà sản xuất á thiết kế cực kỳ kỹ luôn, để giúp á xe mà càng kỹ càng đẹp thì giúp anh chị mình đi bảo dưỡng nó dễ dàng, mà kèm theo đó là cái thời gian mình sử dụng được lâu dài hơn anh chị. Đó, keo chỉ cũng nguyên zin nguyên bản luôn nè. Đó anh chị mình thấy lên đây được có thời gian thì cứ cùng em trải nghiệm xem những gì em chia sẻ là có đúng hay không anh chị. Đó. Dán phim cách nhiệt đầy đủ cho mình luôn. Cái lợi thế của anh chị mình á, khi chốt được một chiếc xe đã qua sử dụng á, hầu như chủ cũ người ta đã trang bị hết tất cả các chi tiết, từ cái chi tiết đắt tiền cho tới cái chi tiết rẻ tiền luôn đó. Phim cách nhiệt nè, rồi đồ chơi xe là có đầy đủ luôn, nên mình sẽ tiết kiệm được khoản chi phí cực kỳ lớn. Mình chỉ cần chốt con xe phù hợp và có cam kết có bảo hành cái chất lượng xe là mình yên tâm rồi anh chị ha. Keo chỉ ở đây cũng vậy nè anh chị. Anh chị mình thấy không? Nguyên zin nguyên bản hết luôn, chức năng nãy giờ ở đó mình thử á, chức năng cát cửa đều hoạt động mượt mà hết nè, kể cả cái trần trong cũng còn trần zin được vệ sinh, xe còn rất là sạch sẽ. Rồi em mời anh chị cùng em xem cái phần động cơ xe ha. Thường anh chị mình chia sẻ cái dòng Chevrolet của Mỹ á, thường là hao nhiên liệu, thì em xin thưa á, chắc chắn là đúng. Tại vì cái thứ nhất á là gầm bệ, các cái chi tiết kết cấu xe cực kỳ chắc chắn và nặng, nên á giúp cái độ an toàn mình cao, thì kèm theo đó cái động cơ nó phải có công suất lớn để vận hành cho nó êm mượt và mạnh mẽ anh chị ha. Như đơn giản như cái dòng Orlando này á, thì xe á, là trang bị động cơ là 1.8 anh chị, thì 1.8 nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Chevrolet này á, thì nó rơi vào khoảng tầm 10 lít, có thể hơn tí xíu. Quan trọng là do anh chị mình sử dụng mình nhiều xe, máy móc đây thì về là bên em có kiểm tra đầy đủ hết rồi, có cam kết có bảo hành cho anh chị mình từ cái khâu chi tiết xe, điện, đèn, còi, bình ắc quy hay là gì là kiểm tra hết tất tần tật cho mình hết rồi, nên anh chị mình yên tâm, máy móc cũng nổ rất là im mắng ha. Còn keo chỉ của cốp nè, thường á mình tìm hiểu xe đâu có sử dụng anh chị, cái keo chỉ zin nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ keo chỉ zin thì khả năng á là không bị cắn đụng rất là cao, từ cái cốp, cái cabo hay là cái cửa gì anh chị ha, chia sẻ để anh chị yên tâm tìm hiểu. Nếu á mà anh chị á chưa nắm nhiều thông tin về xe, chăm sóc bảo dưỡng xe, thì hãy đăng ký kênh bên em đi. Em nói thiệt luôn á là anh chị đăng ký kênh một thời gian thôi, xem riết rồi anh chị, từ một người không nắm thông tin về xe, xem riết là cũng nắm rành như bên em luôn đó anh chị. Keo chỉ là cũng nguyên zin nguyên bản ở đây nè. Đèn á thì về phần đèn á thì đây, trang bị là đèn chiếu sáng trên và đèn gầm cho mình luôn anh chị ha. Nên anh chị mình yên tâm lưu thông vào buổi tối hay là cung đường mà đèn sương mù đèo dốc này kia rồi anh chị, có đầy đủ hết cho mình luôn. Em Huy vừa giới thiệu với anh chị mình á là dòng Chevrolet Orlando, xe là 7 chỗ ngồi, số tự động, sử dụng gia đình, đang được bên em bán với giá là 260 triệu. Giá trên là anh chị được hỗ trợ là bao rút hồ sơ gốc nè, và còn bớt lọc khi chốt xe. Anh chị mình á nãy giờ xem video thấy xe phù hợp thì hãy mạnh dạn liên hệ em qua hai số hotline trên, em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa. Còn nếu anh chị có thời gian, hãy nhín tí xíu thời gian để lên đây để trải nghiệm, để tìm hiểu xe cụ thể, để xem những gì bên em chia sẻ là có thực sự chính xác hay không. Còn xe bên em á là luôn có kiểm tra đầy đủ từ cái chi tiết lớn cho tới chi tiết nhỏ, và có cam kết có bảo hành cho anh chị mình. Dạ rồi, em Huy cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi video bên em. Nếu thật sự đang cần một chiếc xe, hãy đăng ký kênh ô tô Pháp Anh, chắc chắn anh chị sẽ có một chiếc xe như ý. Xin chào.